ý nghĩa tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Trong phong thủy, tượng đồng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là biểu tượng phong thủy của văn hóa Việt Nam. Tượng Hưng Đạo Vương rất có hiệu quả trong việc trấn trạch, xua đuổi tà ma và những vận khí xấu. Khi bài trí tượng Hưng Đạo Vương, gia đình sẽ gặp nhiều thuận lợi về mặt đất cát, gia trạch, tránh được các vận xấu hoặc bệnh tật và tà ma quấy nhiễu gia đình. Hơn nữa, bài trí tượng đồng Hưng Đạo Đại Vương còn mang đến sự may mắn về đường công danh sự nghiệp và tài lộc phú quý cho người chủ. Ý nghĩa này cũng là xuất phát từ việc Hưng Đạo Vương khi còn sinh thời vẫn luôn nổi danh về tài trí và mưu dũng, công danh sự nghiệp luôn vững chắc và thăng tiến. Người đời ai cũng nể phục, chứ không đem lòng ghen ghét đố kỵ. Đừng quên theo dõi Bảo Khánh để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa về các vật phẩm phong thủy.